បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីវីដេអូទី3វីដេអូជាវីដេអូសម្រាប់កាត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់ Photoshop CS3 ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃនេះភាសាណាស់ឥឡូវអ្នក design គេច្រើនតែប្រើ Adobe Photoshop CS5 CS6 CC តែសម្រាប់ខ្ញុំកាត់តរូបភាពខ្ញុំប្រើតែ CS3 ទេព្រោះវាដើរស្រួលហើយ shortcut វាងាយចាំវាអត់សូវងាយញ៉ៃឬ key អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបលោកតៃវ៉ៃកណ្ដាលពីក្រោយពមុនខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់រូបភាពកែសាច់ហើយវីដេអូទី3នេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបលោកតៃវ៉ៃក្រោនដងអញ្ចឹងតោះតាមដានអ្នកនេះរូបភាពដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមុនខ្ញុំអត់តន់ដូចទេខ្ញុំនៅសេវលើ desktop នេះឡើយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសេវមករូបថតហ្នឹងជា PSD អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំថាយើងទុកនៅណាហើយរូបភាពហ្នឹងជួនអីវាមើលអត់ឃើញទេបើយើងអត់មានអា PSD code អញ្ចឹងពីចំណាំនេះមកយើងទាញវាយកមកដាក់វិញមកបាទនេះបាទបាទសម្រាប់ការដូរផ្ទៃ background នេះកាលពីមេរៀនទី1មេរៀនទី2មេរៀនទី1ខ្ញុំកាត់រៀន2ខ្ញុំកែសាច់ចាក់សាច់ហ្នឹងខ្ញុំបានកាត់ខ្នាតទេអញ្ចឹងមុនយើងដូរផ្ទៃ background វិញកាត់ខ្នាតទៅមកតែរូបរបស់យើងចង់បានទំហំប៉ុន្មាន50 13 15 30អីយើងដូរមកយើងកាត់ខ្នាតវិញបាទសម្រាប់ការកាត់ខ្នាតយើងចូលទៅលើនេះធូលនេះនេះធូលនេះក៏បានឬមួយក៏យើងចុចលើខ្សត់ខាត់លើ key វាយើងចុចអក្សរ C យើងចុចលើនេះក៏បានដែរណាអក្សរ C ហ្នឹងជាមួយគេវាដាក់ក្របធូល C ជាប៉ាប់អានេះយើងវាយនេះកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាជាប់ហើយហើយខ្ញុំវាយ13សង់ទីម៉ែត្រ18សង់ទីម៉ែត្ររីស្លូសិននេះខ្ញុំវាយយក350ចាស់បាទអញ្ចឹងចុចលើរូបភាពមកកាត់ប៉ាប់ដើម្បីកាត់ខ្នាតឲ្យមានទងទាយដូចរូបដើមនេះយើងត្រូវទាញវានេះទាញកែងនេះយើងជកស៊ីបញ្ចប់ស៊ីបមកលោកវិញវាតើវាវែងគាត់ស៊ីបចូលមកយើងទាញប្រំប៉ាប់យើងប្លែងមកហើយយើងចាំប្លែងស៊ីបនេះគាត់ស៊ីបជាប់ទាញប៉បអញ្ចឹងមកកាលមើលស្មាតនេះអ៊ីនធឺប៉ាប់អញ្ចឹងយើងចង់បដូររូបភាពខាងក្រោយនេះចង់ស្ងាញ់ទេសភាពអីក៏បាននៅក្នុងផ្ទះប្រាសាទទេសភាពតែយើងដាក់មើលតាមនេះសម្លៀកបំពាក់យើងតែសម្លៀកបំពាក់យើងជាបែបបុរាណឬក៏សម័យអញ្ចឹងយើងរូបភាពតាមហ្នឹងមកភាគច្រើនបុរាណជិះយើងច្រើនតែប្រាសាទក្នុងផ្ទះបើដូចជាទីទួលភៀវមានទីកាត់នំមានរូបសររូបអីយើងអាចដាក់ទេសភាពបានbackground
tùy bạn này. Sau đó bao phố này sẽ lãnh chô chất tây nè nè. Sau này thì bao phố này chẳng đặt tây nè các bạn này. Ôi tờ bia xong nâng cái áo nè. Lâu nhìn vô tia sẽ tia à, nhìn vô này mới chắc nè. Đây nè. Vì miền chụp tia chỉ cam như là chụp tia hành trắng nè. Và việc cắt khăn áp về được cắt đủ mình máu lại chạy màu bị đòn là lớn mà bị này à, chẳng chứ chạy à sao F chạy mũi tí mà lại bị lộn chạy à, bị lộn chẳng hãy dừng chạy nhẹ lệ giờ về đó tiền nhé cọt màu chốt ô về nó mình đã lên phạt à, chẳng dừng chạy à sao F mũi tí chạy tí bên tiền sản phẩm cá ô rồi có sợi tây nâng ở số dùng và nè sợi khăn là sợi quỳ nè dùng chạy được thu luôn máu rồi mới chạy được khí các bạn nè sợi quỳ hợp à nè thì dùng lấy mà bây giờ nè dùng tiền còn đủ nó chấp dùng tiền từ lớp tây nâng máu hợp nè đây nhé dừng cờ má chạy sâu đi mua nó nhẹ dừng cờ má nhất bao gồm nick đầu tay back ground anh ấy xâm lạp nhưng lại test pair về về mình sâu xong thì mua được cái áo mình tay nick còn tác nhưng phải là chẳng hàng ở dừng chạy đồ back ground dáng được như vậy thì muốn chẳng back ground dừng rồi mua tám cái áo đó anh ấy lên và chỉ càng hai bảo hiểm tế chẳng nhầm phạm người chỉ nói tiền cá đốt tay về đầu thấy nhé tay về lư rồi dân canh vậy nè chẳng về sợ sợ này sợ sợ mất rồi thà rủ đôi về mình cho thon hoặc lại nâng chẳng chẳng mà chẳng ở bên miền máu mình ấy về đôi phần chẳng bao ôn còn để nhẹ chạy lấy giờ sợ ăn nè và chạy là khi các bạn chạy như các bạn cù em á mà cái nạt chơi nữa mà ấy bao phôn oi kịch đờ với nó ngày xin lắm kịch đờ pram á ok tòa má bao phôn check control chốt check a sa chê nè bao phôn mơ lấy giờ bị tê như mặt cầu với má hoặc nè này anh tòa má bao phôn cho nè nông layer này các bạn layer style được biệt ta drop rồi mua có nghe nghe lướt lướt mà ôn nhé chạy lờ về đó nhé chạy lờ nhé bằng xanh nhé add layer style nhé chỉ được pop nhẹ về ao cái nhé drop sẽ đủ pop máu ấy pop cái máu sạch nhớ mà ôn nhẹ tiền cho sai à split distance anh ấy mạnh thôi về opacity nhé còn mạnh thôi về này nói đi còn mạnh thôi về này ông ổn tiền là sai tí mà vậy nhé về mình sẽ màu lại à. Tiên tam là dương như các bạn cộng con cây ok pop nên thi sát mùi xong rap thi sát mùi tiết
nhất kỳ sát mùi tiết kỳ sát mày dương cho người miền rụt sầm màu rụt dương này cho thọt nó thường ngày cho miền sầm màu được chia rụt mình được cho bị cầu tẩy màu kia kia lấy nó đôi sầm màu liên phân chứ nhưng mà bọn vừa bật đi này bật này nó cho bị mất là nó muốn chơi lơ layer rụt chắc nó quay má hay mà muốn pra control là sò chê mà muốn pra control là sò chê và cái như là bây giờ copy chấn kia là bây giờ copy mà cầu vậy má nè tao chắc mà muốn tiền là giờ mua ngày đây má thật nhà mọc ôn tiền layer nắng tiền mặt cao mà và về rồi mặt cao nè và smart layer là tiền mặt cao đặt máu rồi một cái tiền nhà layer này từ lơ rồi một cái tiền layer này từ lơ và tao chẳng bao ôn tao lơ sạc khác khi các bạn nè và lấy những chạch lời việc layer có tìm mùi bên các bạn đi một cái chạch lời layer one như không nào bạn thì dừng chạy nâng hay cắt control là chuộp nghĩa khniệp nâu bì lờ in thớ mình khniệp bì cho anh sẽ làm ấy bảo vốn cho nhà khniệp tì mùi chuộp người xa bì đúng không bạn về rồi một cào mà nè bạn bảo vốn trời dừng nám mà nóng và chẳng cho lời với bảo vốn cắt control cho bách cho nhà tì bì mà nè bảo vốn xa cho nhà đều chẳng cháu đó đang này và chẳng bằng ôn bài chẳng hơi bằng ôn còn tài chạy nhẹ chạy nắng chạy mà đó pop nhìn lộ nói thế nhé và bằng ôn lẹ với mình này chạy nhẹ cọt control lại chọn nhé hay cho mau chạy trong cái đẹp đi ô là lẹ về má khởi nhé bằng ôn lẹ dòng nó hay Inter mà nè do màu mà ôn chơi control L control L P mình chẳng nhầm ơi nè cứ thể vô nè cầu một phần bị rồi hả cầm đã đi sâu nè ok mình chẳng làm bay ở bàn xong màu làm phế mà ôn vào làm được chạy lên nữa thì mùi lịch pi là bay ở bốn đi cầm tam xong màu tích mọi trang nên chạy lịch pi nè khởi nhé đầu nhá bạn chẳng mê riêng nắng về chọc trầm năng chắc và miền mê riêng thoát nhầm nền với càng hàng chung màu vô một tọa tiệt chẳng ạ con trao xong chui cho subscribe hãy share comment mình hồi phong và cả tạm làm video mình đi chỉ chẳng tọa nhầm xong ạ con thường phụ bà bồn ạ con nên là bạn cho tôi xin video này sau mọi lúc thì mình bạn từ ạ con nên là hey hey.